Chào các bạn, mình là Supi đây. Chúng là mình sẽ làm tiếp video nữa về Free Fire các bạn. Thì trước khi vào video, nếu các bạn thích được mình cho mình xin một like, một đăng kênh nhá. Và kêu bấm chuông cái đăng ký để nhận thông báo mỗi khi mình ra video nha các bạn. Thì ok. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp một video nữa về cả team AFK và mình sẽ giả boss nha các bạn. Kiểu như là cũng hơi ảo một chút là mình đã giả boss rồi nhá, mà đã là con boss rồi nhá, tự nhiên đi cân 4. Ảo thật đấy. Ảo vãi. Boss đi một vét 4 thì cũng hơi ảo một chút, nhưng không sao, đây là giả boss mà các bạn, có phải là boss đâu. Đấy, giả boss cho team địch coi thường để xem là phản ứng của team địch như thế nào. Đấy, và dù là cũng không biết phản ứng của team địch như thế nào đâu, nhưng mà cứ chơi đi các bạn, chiến thôi. Ok, đừng nghĩ là con boss mà coi thường nha các bạn. Mặc dù là mình mặc đồ này thì cũng không biết là có giống boss không, nhưng cũng hơi giống boss đấy, tại vì là nhiều khi mình thấy cũng với bạn mặc đồ là cũng hơi giống boss mà. Nói chung là vậy đi, tại vì mình cũng không biết phối đồ boss như thế nào cho giống đồ boss. Nếu như mà phối đồ bình thường thì cũng hơi chán rồi, mình phải phối đồ kiểu như là nó cũng nổi bật một chút đấy. Mặc đồ bình thường giống boss thì nó lại bị không che giáp, thế nên mặc đồ này cũng được, nói chung là cũng giống boss rồi mà. Quay gì vậy? Ui giời ơi, đấy căng thật sự luôn đấy, tại vì cái danh đầu mùa của các bạn đấy, danh đầu mùa ăn suất 1500 ghê thật sự. Thề luôn, trong từ chiến mình không thích bản Uzi đâu các bạn, tại vì là Uzi rất là ít đạn ý, nhưng mà đành chấp nhận thôi các bạn, tại vì mình thua ra một mà. Ngu chỉ chết. Đó, thế nên là phải bản Uzi thôi, với cả là mình nhờ sự giúp của các bạn trong này để giúp mình mua bom keo lựu đại các thứ để mình đi tanh bom của nó 1v4 ý. Tuy là giả boss nhưng mà vẫn có thể cân 4 nha. Nhưng mà đặc biệt một cái là cái bạn số 2 và bạn số 3 là mình mời ở kia trên kênh thế giới vào ấy. Tại vì là hiện tại là cũng đêm rồi, thế nên là mình không có nhờ bạn nào trong cuộc đời của mình vô quay của mình được. Thế nên là mình phải mời trên kênh thế giới vào để giúp mình qua video này ý. Mình không có bảo là mình qua video đâu, mình chỉ bảo là chào các bạn, các bạn có thể vô game với bạn cho mình keo lựu đại các thứ xong các bạn ra bo không? Xong các bạn đó đồng ý, thế nên là mình vô quay luôn. Đi cái ấy. Đấy, được thật sự luôn đấy. Nhờ các bạn người lạ giúp mà các bạn đó cũng giúp luôn. Thế này thì rất là vui rồi. Tại vì là hiện tại đêm rồi thì nó không bạn nào on ý. Thế bình thường buổi sáng thì rất là nhiều người on đấy. Mà mỗi tội là tại vì buổi đêm rồi không có ai on. Đây. Ồ, nó bắn ở dưới, tưởng là bắn ở trên chứ. À, đây 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 đây. Ui trời ơi, còn một đứa ở dưới nữa thôi. Wow, nãy giờ cơ được 3 mạng luôn rồi này. Ôi dồi, sao dễ vậy nhở? Danh đầu mùa càng dễ hay sao ấy? Đúng rồi, tại vì các dân chơi đều hiện lên hết danh huyền thoại rồi mà. Thế nên là danh đầu mùa càng dễ. À không, chắc là tùy trận thôi đấy. Có trận vẫn gắt đấy. Ok, quá đa kill luôn. Chắc là tùy trận thôi. Có khi vẫn còn nhiều trận gắt làm đấy. Nãy giờ mình dùng keo khá là tiết kiệm luôn, mình không đặt quả nào luôn đấy. À có, mình chỉ đặt mấy quả để mình leo lên tường thôi, chứ mình không có đặt trước mặt địch. Tại vì là keo này khá là nhỏ, giờ mà đặt trước mặt địch là nó có thể bắn được mình rất là dễ. Với cả là nó có thể biết là mình mang keo này thì nó có thể cản mình leo nóc xưởng hoặc là tanh bao quần máu. Thế nên là mình không có đặt trước mặt địch vội. Đấy, chết này. Thế nên là mình mới kiểu tích chữ keo để tí nữa mình dùng để leo nóc luôn, đỡ phải xin ai. Mặc dù là vẫn xin để cho nó càng nhiều keo càng tốt. Đấy, là một kỷ lục có nhiều keo nhất từ chiến. À, chắc không được đâu. Nói chung là mình cũng chả biết kỷ lục từ chiến bạn nào cầm nhiều keo nhất nhỉ? Ngày xưa thì nó cũng có kiểu như là mua được càng nhiều keo ấy, kiểu như là có bao nhiêu tiền thì sẽ mua được bấy nhiêu keo, nhưng mà bây giờ là chỉ có giới hạn là 3 lượt mua thôi. Đấy, nhưng mà mình sẽ giữ keo từ trận này đến trận sau luôn ấy. Nhưng mà keo thì mình vẫn đặt nha. Nếu mà xảy ra trường hợp khó quá thì mình sẽ vẫn phải đặt keo thôi. Không đặt keo thì nó bắn cho đấy. Trời ơi, ui. Nhưng mà nãy giờ là mình bắn dễ thế nhở, 3 kill đơn giản luôn này. Chết này, 4 kill luôn. Ủa, sao đơn giản thế nhở? Ủa, mình giả boss mà, mình là boss mà các bạn. Mình là boss mà team địch không bắn mình luôn ý. Kiểu gì? Hay là đang nhường mình nhở? Hay là đang nhường con boss rồi. Nhưng mà vấn đề là round này leo được lên nóc này các bạn. Ok. Ủa, mặc dù là mình cũng chẳng cần xin keo đâu ý. Mình có tận 16 quả keo cơ mà. À đâu, 19 quả keo cơ mà. Đặt lại đến mai thôi cũng chả hết đâu. Trời ơi. Ok, nhưng thôi cứ xin đi, tiện thể xin máu luôn. Ô, nhưng mà bạn số 4 FK kìa, thôi cũng chẳng cần đâu, tại vì là 6 bình máu thôi cũng được rồi. Nhưng sợ là bo không vào đúng nóc thôi. À không, bo này thì đẹp. Nếu mà nó không vào đúng nóc thì mình cũng có thể nhảy xuống bên dưới, cái nóc ở bên dưới, cái mé bên dưới đó. Ok, lên nhanh. Phải lên nhanh. Ui, nó quăng lựu đạn kìa các bạn ơi. Wow, đừng có qua đây vội. Đặt sang đây đi. Ui, đây. Ui, may quá các bạn ơi. May mà trận này mình không có đi ở bên trái để leo đấy. May mà mình leo thẳng lên luôn. Với cả là mình không có leo thẳng lên mà mình kiểu leo sang bên này đấy. Ui, đấy, sợ vãi. May mà mình suy nghĩ tính toán cả rồi đấy. Chứ quả đó mình leo thẳng một mạch lên là nó có thể bắn được mình rồi đấy. Trời ơi, may thật sự. Wow, bây giờ còn mỗi mình thôi. Thế à? Đương nhiên là có mỗi mình rồi, tại vì là mình làm mỗi 1v4 mà.
Thế nên là bây giờ mình phải đối đầu với 4 đứa tinh địch ấy. Wow, nhưng mà tanh bo đối đầu thì khá là đơn giản rồi, còn số để bắn thì hên xui thôi. Bắt đầu đến chuyên mục quăng lựu đạn của Supi thôi nào các bạn. Mình không hớt được bao con trai. Nhưng mà không biết là có trúng hay không đây, tại vì là mình đang lựu đạn ở trên cao như thế này thì cứ rất là khó trúng ấy. Nó cứ bị bắn ra xa. Nó. Ui, nó muốn phá keo của mình để làm gì vậy? Có đây là đứa đâu mà phá keo. Ui, có kill luôn kìa, à có nốc người lốc luôn kìa. Wow, đem bừa bừa khơi cũng có người nốc luôn. Ấy trời ơi, nó vẫn còn nốc luôn nhưng mà nó vẫn chưa chết. Ôi tôi là cứu ở tôi kìa. Trời ơi, ghê thật sự luôn. Tôi không sao, nói chung là cho nó cứu đi để mình 1v4 cho nó đẳng cấp luôn. Một con boss 1v4 luôn. Sợ quá, sợ quá. Yay. Ok, không chết ai luôn. Thề, ném một đống lựu đạn như vậy mà không chết ai luôn ý. Đúng là ném lựu đạn quá gà luôn ý. Mà cũng một phần là do ở trên cao, thế nên là không có dễ ném như ở bên dưới đâu các bạn. Ở trên cao nó kiểu nó bắt ra xa ấy. Đấy, à, nó kiểu bắn ra xa ấy, đấy. Không biết là bo này ở trên mái nhà hay là ở dưới. Nếu mà ở dưới thì vẫn nhảy được xuống, tại vì là bo nó thu vào bên trong mà, nên thế nên là nhảy xuống thì nó cũng không bắn được mình đâu. Ok, xuống thôi. Ui, bo này thì cũng hơi lạ đấy, lần đầu mình gặp bo ở đây luôn ý. Bình thường là mình toàn cún ở trên nóc thôi à. Bình thường ít nhảy xuống đây lắm ý, nhưng không được cái là chỗ này nó không bắn được mình đâu. Nếu như mà ở bên kia thì nó sẽ bắn được mình đấy, tại vì là nó có cái khoảng cách để nó bắn mình ý. Còn bên này thì bo nó vào tận đằng này rồi thì nó không ra được đâu. Ok. Ôi trời ơi, cân 4 là dễ luôn. Con boss cân 4 luôn. Tháp đồng hồ bây giờ có thể tanh bo được rất là hay luôn. Tại vì lắm em này nó mới đổ cái chỗ hồi sinh, thế nên là cái bo nó bị đổ vị trí một chút. Và cái bo nó sẽ thu về chỗ đường hầm kia. Và bây giờ là mình sẽ xuống cái đường hầm đó nhá. Và mình sẽ ngồi từ bây giờ đến cuối bo luôn. Hy vọng là nó sẽ vào cái chỗ giữa cái đường hầm này để mình còn cuối máu nhá. Nhưng mà vấn đề là sợ nó xuống tận đây là team mình ý. Mình sẽ ngồi ở đây từ giờ đến bo cuối luôn. Mà mong là không có ai tìm được mình ở dưới này. Đó, mà nếu mà nó xuống đây thì mình sẽ cố giết nó nhá. Đấy, ngồi đây đợi bo cho bo vào thôi ý. Tại vì bây giờ cái map thân đồng hồ ý, nó khá là tiện lợi luôn. Cứ xuống đây trốn thôi và sẽ không ai tìm được mình đâu ý. Rất là khó để tìm. Cứ ngồi đây đến tận bo cuối thôi. Tí nữa đợi bo vào mà cuốn thôi chứ còn gì nữa. Ui, nó kìa các bạn ơi, chết rồi. Nó tìm được mình rồi. Trời ơi, trốn tìm như vậy mà nó vẫn tìm được mình kìa. Nó khôn thế nhờ, nó xuống tận đây để nó tìm mình. Và mình mất rất nhiều thứ luôn ý. Mình mất bao nhiêu quả keo, bao nhiêu quả lựu đạn luôn ý. Bây giờ mình lên được lóc xưởng rồi đấy các bạn. Ok, được rồi, không sao. Nhưng mà mình sợ mình là mình lên được lóc xưởng thì mình sẽ bị nó quăng lựu đạn lên ý. Tại vì nó nhặt xác của mình có rất nhiều lựu đạn, thế nên là cũng hơi sợ đấy. Trời ơi, tự nhiên đi ship đồ cho nó ạ. Vậy, mình trốn như thế rồi mà nó vẫn tìm được mình. Quả đó mà cuối được ở map đó thì khá là hay luôn đấy. Tại map đó nó cũng mới lạ mà. Cuối được map xưởng cơ khí xuất thì cũng quen thuộc rồi. Biết thế là quả đó là mình cũng đi trốn trốn một chút. Xong thì cuối bo mình mới bắt đầu đi vào nhờ. Tính ngồi đó ở đó thì nó xuống nó tin được mình dễ quá các bạn ơi. Trời ơi, đúng là sai lầm quá các bạn. Nhưng không sao, bỏ qua trận đó đi. Nói chung là trận này làm mình lấy được lock là sẽ thắng. Ok, ui, nó dưới kia kìa. Ok, lên, nhanh. Trời ơi, nó qua nhanh vãi luôn ý. Nó biết mình tanh bo rồi mà, thế nên nó bỏ qua cực kỳ nhanh luôn ý. Wow, ui, từ từ. Ê, bình tĩnh nha. Đừng có bán vội chứ. Mình có làm gì đâu, mình đi tanh bo thôi mà. Mình có làm gì các bạn đâu, nên các bạn tha cho mình nhá. Tha đi. Đéo. À, sợ gì các bạn? Nó có lên ở đây đâu mà sợ. Tuy nhiên đi bảo nó tha cho mình. Sợ gì? Tuy là mình bảo đồ boss thôi, nhưng mà đừng coi thường boss nha. Boss sẽ khiến team địch bất lực luôn ấy. Thế nên là chuẩn bị tinh thần mà chuẩn bị chết cả 4 người đi. Ui. Quả lựu đạn nó gần trúng mình luôn kìa. À đâu, nó trúng rồi, nhưng mà mình may mà mình không chết. Quả đó mà mình chết phát thì coi như là mất hết. Nhục nhát thật sự đấy. Thế nên là may quá. Quả đó may mình không chết. Trời, đúng là số hưởng. May quá. Ok. Trời ơi, bây giờ là mình sẽ đứng ở đây thôi, chứ mà lại gần đó là kiểu gì cũng sẽ dính lựu đạn đấy. Nó quăng bừa một phát là nó trúng mình một phát thì coi như là mất hết. Ok, cứ đi bò ở đây thôi. Mày đừng để nó nghe tiếng chân. Nó nghe tiếng chân là nó quăng lựu đạn lên đấy. Nó vừa nhặt xác của mình mà, thế nên nó có rất nhiều lựu đạn ấy. Ồ, làm trò gì đấy? Ok, không sợ luôn, quăng luôn. Chắc là nó hết lựu đạn rồi đấy. Ôi, thế con được quả lựu đạn mà gì mà chén đời thật sự. Có chết không? Chắc chắn là chết rồi, chết không? Ôi chết, lốc được 2 người ngay. Ui, đấy, nó có lắm lựu đạn thực sự luôn ý. Nó vừa nhặt xác của mình mà, thế nên là cái hòm xác của mình có rất nhiều lựu đạn. Gạt được 2 kill ngay, double kill. Ok, ui, đúng lúc đợi bo vào luôn, còn có mấy giây thôi ý. À, còn ai nữa không nào, để sửa nốt nào. Cho mình mẹ nổ đi. Mà thôi, xử bằng tanh bo cho vui.
Đấy, phải sử dụng tanh bo mới thấm chứ. Chứ bắn súng bình thường thì khá là chán. Đấy. Ok, còn có 29 giây nữa thôi. Và các bạn đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh nhá, để giúp video này của mình lên được 5.000 like nha các bạn. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để giúp mình lên được 70.000 sub nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn ý. Đó, một vài giây để xin các bạn bấm đăng ký kênh, một vài giây để quảng cáo kênh của mình. Đó, ok. Và các bạn đừng quên comment ý tưởng của các bạn bên dưới. Và mình sẽ tiếp thu ý tưởng của các bạn và mình sẽ thực hiện ở trong các video tiếp theo nha. Đó, kiểu như các bạn đã có ý tưởng là hay, các bạn đừng quên comment bên dưới cho mình biết nhá. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ là chuẩn bị thắng rồi này các bạn. Thắng chưa, thắng chưa? Ok, thắng rồi này. Yay, quá là tuyệt vời luôn. Giả bot cân 4. Đấy. Ok, chắc là mình sẽ dừng video tại đây nha. Và nếu bạn thích video của mình cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhá. Còn giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Bye bye.